Xin chào bà con, xin chào quý vị khán giả của kênh Việt Vision. Kính thưa bà con, kính thưa quý vị khán giả. Thưa bà con là cũng đã gần Tết rồi, cũng chuẩn bị bước qua một năm mới, năm Kỷ Hợi, năm 2019, năm âm lịch, là Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam chúng ta. Thì thưa với bà con là nhân dân ta đang chuẩn bị đón một cái mùa xuân mới tràn đầy hạnh phúc bên gia đình. Những người công nhân thì họ đang làm những ngày làm việc của cuối năm để chờ lãnh được những đồng lương, những đồng thưởng để về với gia đình, quây quần bên gia đình để cùng đón một cái mùa xuân mới. Thì thưa với bà con là vào ngày 22 tháng 1 năm 2019, thì Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai đối với bị cáo Phan Văn Bình, sinh năm 1972, trú tại xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo điều 109 Bộ luật hình sự năm 2015. Thưa với bà con là theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, thì tên Phan Văn Bình thường xuyên sử dụng điện thoại di động của mình để kết nối internet, truy cập vào ứng dụng YouTube, xem các video giới thiệu của tên Thủ tướng tự xưng Đào Minh Quân về tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời từ khoảng tháng 11 2015. Phan Văn Bình đã sử dụng ứng dụng Facebook với tên tài khoản là An Phan, kết bạn với tài khoản Kelly Triệu, tức Kelly Triệu Thanh Hoa, chủ tài khoản là một người phụ nữ sống tại California, Hoa Kỳ. Thông qua Kelly Triệu thì Bình biết được tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do Đào Minh Quân, Thủ tướng tự xưng, với tôn chỉ mục đích là lật đổ nhà nước Cộng hòa sau chủ nghĩa Việt Nam để xây dựng nhà nước Đệ Tam Cộng hòa do tên Đào Minh Quân làm tổng thống, đồng thời sẽ cấp lương, nhà ở, lo cho các thành viên của tổ chức này để có cuộc sống sung túc và nhận thấy phù hợp với tư tưởng và mong muốn của mình. Thì Phan Văn Bình đã tự nguyện viết đơn xin gia nhập vào tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời theo hướng dẫn của Kelly Triệu Thanh Hoa. Bình đã gửi ảnh chụp nội dung đơn xin gia nhập tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời và được Kelly Triệu Thanh Hoa nhắn tin trên Facebook thông báo Thủ tướng Đào Minh Quân đã chấp nhận đơn của Bình tham gia vào tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, đồng thời phong cho Phan Văn Bình là đại úy, chỉ huy trưởng trị an chí nguyện đoàn với nhiệm vụ vận động lôi kéo người dân Việt Nam tham gia vào tổ chức để ủng hộ Thủ tướng Đào Minh Quân. Qua quá trình điều tra thì Phan Văn Bình đã thừa nhận việc thực hiện nhiệm vụ chỉ thị của Đào Minh Quân. Theo đó thì Bình đã sử dụng điện thoại của mình mở các video của Đào Minh Quân và Kelly Triệu Thanh Hoa để giới thiệu về tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đến những người sống gần nơi ở tại xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa để họ nghe và biết, nhằm tuyên truyền, vận động, thuyết phục và lôi kéo họ tham gia vào tổ chức và ủng hộ tên Đào Minh Quân. Ngoài ra, Phan Văn Bình còn lừa dối Phan Thị Hạnh là con ruột của mình để viết đơn đăng ký tham gia tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra tài khoản Facebook tên An Phan của Phan Văn Bình, thì cơ quan chức năng còn phát hiện bị cáo đăng tải nhiều bài viết có nội dung bôi nhọ hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, nhà nước, tuyên truyền xuyên tạc lịch sử, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tuyên truyền kích động kêu gọi mọi người ủng hộ tham gia tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời của Đào Minh Quân để hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cùng với các cáo buộc của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa
với đề nghị mức án từ 13 đến 14 năm tù đối với bị cáo. Hội đồng xét xử nhận định những hành vi của Phan Quang Bình đã đủ yếu tố phạm tội với mức độ đặc biệt nghiêm trọng diễn ra trong thời gian dài, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, xâm phạm đến an ninh quốc gia, đi ngược với lợi ích dân tộc, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội, cần phải cách ly khỏi xã hội một thời gian để giáo dục. Và hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phan Văn Bình 14 năm tù. Bản án 14 năm tù dành cho Phan Văn Bình là hoàn toàn thích đáng. Đây là bài học cho những kẻ âm mưu nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, đi ngược lại lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia. Thưa bà và con, như vậy, tên Phan Văn Bình này, hắn đã hoạt động cho tổ chức của Đào Minh Quân đã một thời gian, đã khá lâu. Và vì dài vậy thì với mức án 13 cho đến 14 năm thì tòa đã lựa chọn cho hắn một bản án nghiêm khắc nhất, đó là 14 năm tù, nhằm cách ly ra khỏi xã hội để là có thời gian giáo dục cho tên Phan Văn Bình này. Thưa với bà con, tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời của tên Đào Minh Quân, đó là một tổ chức chống phá lại nhà nước Việt Nam. Và đây là một tổ chức đã được là an ninh Việt Nam, chính quyền Việt Nam liệt vào danh sách là tổ chức khủng bố của Đào Minh Quân. Thì bà con cũng nhớ là với cái tài lôi kéo và phong chức ước, phong hàm, phong vị cho những cái kẻ là có những cái tư tưởng lệch lạc và có những cái sở thích là muốn làm và muốn ăn nhưng không muốn làm, như là tên Phan Văn Bình này. Thì bà con cũng biết, trước đây thì ở miền Tây một thời gian thì cũng là tên Thủ tướng Đào Minh Quân này cũng đã lôi kéo một số người đó, là nhẹ dạ cả tin, nghe theo lời của hắn, như những kẻ là đánh bom ở sân bay Tân Sơn Nhất đó, 15 kẻ đánh bom tại sân bay Tân Sơn Nhất và đốt cái kho tạm giữ phương tiện vi phạm giao thông ở là Biên Hòa, Đồng Nai đó. Hay là hắn phong cho những cái kẻ là muốn có những hành vi chống phá lại đất nước đó, ví dụ như là ly sa phạm đó, là rồi những cái chức vụ rất là cao đó. Rồi hắn tự phong cho là những cái tay chân thân cận của hắn những cái chức tước như đại tướng đó, rồi rất là nhiều đó. Có thể nói là rất nhiều người đã nghe theo những cái lời xúi dục của cái tên Đào Minh Quân này đó. Nhưng hiện nay chúng ta cũng biết là tên Đào Minh Quân hiện nay ở tại Hoa Kỳ, ngay tại là Cali đó, khu vực mà hắn đang sinh sống. Thì qua các phương tiện truyền thông đại chúng thì chúng ta cũng biết là dần dần bộ mặt của hắn đã bị phanh phui đó, đã bị lột mặt nạ. Ví dụ như những cái người đã từng là cộng tác với hắn thì bây giờ cũng đã đứng lên để vạch mặt hắn. Hắn là một kẻ là xảo biện đấy. Hắn từng tuyên bố rằng là cái Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời của hắn là được 27 nước trên thế giới là ủng hộ, đó là một chính phủ lưu vong. Nhưng thực tế thì hoàn toàn không có. Và những cái tay chân thân cận trước đây từng cộng tác với hắn thì sau này cũng đã là không cộng tác với hắn nữa, bởi vì đã thấy được rõ cái bộ mặt bản chất của hắn chỉ là một tên lừa bịp, sống trên sự lừa bịp đối với lại cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Nhưng bên cạnh đó cũng vẫn còn một số người ở tại trong nước vẫn nghe theo những cái lời đường mật
là được cấp xe, cấp nhà, lo cho cuộc sống là rất là đàng hoàng, nó rất là sung túc, thì họ đã nghe theo. Đó. Thì chúng ta cũng biết ngay tả cả tên đó là Phan Văn Bình này, nhớ, một kẻ sinh năm 1972, thì cho đến nay là cũng đã gần 50 tuổi, 47 tuổi rồi, đã 47 tuổi. Nhưng lại cũng vì là biết ăn nhưng lại nhát làm, thì đã nghe theo cái lời của một cái tên đó là Hảo Huyền này. Đó. Nghe theo cái tên đó là Hảo Huyền này để là gia nhập vào một cái đảng khủng bố thông qua là cái người nữ tên là Kelly Triệu Thanh Hoa này. Đó. Chúng ta cũng thấy nhân dân đất nước thì đang ngày càng là làm ăn để cho là dân giàu nước mạnh. Còn riêng là tên Phan Văn Bình này và một số kẻ thì lại chỉ muốn là nhận những đồng tiền của người khác cho, chứ không muốn bỏ sức ra để làm và nghe theo những cái lời mơ mộng hão huyền. Đấy. Thì kết cục của những kẻ này thì cũng phải đền tội trước pháp luật và nhân dân. Bản án 14 năm tù này dành cho một cái tên mà mình gọi là đã già đầu rồi, nhưng lại vẫn bị là những cái lời đường mật ngon ngọt đó mà phải bây giờ phải chịu cảnh tù đày đó, phải bị là cách ly ra khỏi xã hội. Thì đó là một bài học, theo tôi thì đó cũng là một bài học xứng đáng. Và xin chúc cho ngành an ninh Việt Nam của chúng ta, lực lượng an ninh ngày càng phát triển, ngày càng hùng mạnh để dẹp tan những cái âm mưu mà của những thế lực thù địch đang ngày đêm chống phá lại quê hương đất nước, chống phá lại sự bình yên của nhân dân và đất nước của chúng ta. Bài nói chuyện tới đây, thông tin nhanh, xin được kết thúc tại đây. Thêm một ngày biển lặng mà lòng người dẫn động trong